Rồi, xin chào quý vị cùng quý anh chị em. Ngày mới kính chúc quý vị cùng quý anh chị em yêu cây cảnh được nhiều sức khỏe, an lành, niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cũng cuốn video mới này, nhà vườn cũng có chia sẻ vài tác phẩm. Quý vị cùng xem, cùng tham khảo và giao lưu thông qua số điện thoại trên màn hình để gọi điện gặp trực tiếp với nhà vườn. Rồi, đầu tiên là cây khế gân, chậu khế gân. Chậu khế gân này kích thước chiều cao là 54, bộ tàng là 57, hoành eo là 35, hoành bệ là 55. Gốc khế gân này nhà vườn nuôi cũng rất là lâu, nên bên trên cái dàn tay cành cũng khá ổn định. Dưới phần chân bệ nó có một cái phần này nó hơi bể da, nhưng mà được xử lý nó cũng liền sẹo, bắt đầu nó bo, nó kéo da lại. Cốt đi lên trên này chia ra hai thân. Bộ chi tàng này nuôi cũng khá lâu. Chậu khế gân này được báo giá tại vườn là 3,8 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo cũng là khế gân quý vị. Những chậu cây này cũng tầm mini nhỏ gọn. Cây này thì bộ tàng nuôi cũng khá lâu quý vị. Nếu quý vị sở hữu về mình vẫn tiếp tục vừa chơi vừa nuôi cho nó cái bộ dâm nó dày hơn. Những cái vết cắt bên trên để nuôi những cái cành của nó đã được kéo bo liền. Cây này chiều cao là 60, bộ tàng là 55 và hoành eo là 30. Chậu này được báo giá tại vườn là 3,5 triệu. Quý vị yêu mến thì thông qua số điện thoại trên màn hình để báo cáo cái chậu. Kích thước của cái chậu, chậu này chiều dài là 37, rồi cũng xin nhắc lại cùng quý vị là cái chậu số 2, chậu khế gân được báo giá tại vườn là 3,5 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo chậu số 3. Chậu số 3 cũng là khế gân quý vị.
Cây này cũng bộ chi tàn bên trên cũng còn vẫn tiếp tục nuôi quý vị. Nhà vườn người ta cũng định hình sẵn. Nếu quý vị sở hữu thì vẫn tiếp tục vừa chơi vừa nuôi. Và để báo cáo kích thước của cây. Chiều cao là 45, bộ tàn dài là 55, quần eo là 33. Chậu khế này được báo giá tại vườn là 3,5 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Thời gian mà nó ra cái bộ chi tàn là cái chậu này đẹp đó quý vị. Quý vị nên sở hữu về chiêm ngưỡng và nuôi tiếp tục. Rồi, tiếp theo cũng là chậu số 4 cũng là khế gân. Cây này vô bông quá nhiều quý vị. Cây này quý vị sở hữu cũng vẫn tiếp tục vừa chơi vừa nuôi trên những cái bộ chi tàn tay cành của nó. Cái này đi bông quá nhiều quý vị. Và báo cáo kích thước của cây. Cao là 60, tàn dài là 50, quành eo là 30, được báo giá tại vườn là 2,5 triệu. Quý vị thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện giao lưu gặp trực tiếp với nhà vườn. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 này là cây hải châu, cúc bay hải châu quý vị. Cây này cũng nuôi lâu, trên dàn tây cành nó cũng rậm rạp và cũng vừa làm lại bộ chi tàn. Cây này quý vị sở hữu về thì cũng chỉ để ngắm. Cây này nó vô bông hơi trễ nha quý vị. Những cái đầu bông nó cũng bắt đầu nó lố nhố. Dưới phần chân bệ, rễ bốn bên. Và báo cáo kích thước của cây. Chiều cao là 60, bộ tàn dài là 82, eo là 46, chậu đây là chậu 52, chậu tròn, được báo giá tại vườn là 5,2 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp, giao lưu với nhà vườn. Chậu này tầm cũng 2 người bê nha quý vị. Rồi, xin nhắc lại cùng quý vị là chậu hải châu này được báo giá tại vườn là 5,2 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình.
Rồi tiếp theo cũng là cây số 6, hay là cũng là hải châu quý vị. Cây này cũng cốt bay, nhưng mà dưới chân bệ to, đường thân đi nó cũng lắc, trên cũng nuôi bộ chi tàn, chung là cũng khá ổn định quý vị. Nếu quý vị sở hữu thì cái chậu này về vận ngắm rất là tốt. Và báo kích thước của cái chậu hải châu này, chiều cao nó là 70 tính từ mặt chậu, bộ tàn của nó là 1m2 tức là 120 phân, hoành eo của nó là 48, chậu là 65 x 45. Chậu hải châu này được báo giá tại vườn là 6,2 triệu. Và cũng chi tiết cho quý vị xem là những cái thân cốt cũng như chân bệ. Ở phần dưới cái chân bệ này là có những cái vết cắt cũng đã xử lý, nó đã bo da đó quý vị, nó liền lại. Còn lại là cái vết bể bên trên là thiên nhiên của rừng núi, của cây rừng núi đó, nó bể thiên nhiên quý vị, nó cũng không vấn đề gì, đó là cái sự tự nhiên của cây. Mà vô tình cái nơi đó là làm một cái điểm đẹp quý vị. Chậu này cũng vừa làm lại, đi kèm lại cái vàng tay quý vị. Độ phủ tàn ra đến 1m2, 120 phân. Mặt bình xeo này nó liền, rất là liền. Chân bệ, chân bè giống như chân 24 giờ của gì. Rồi, con xin nhắc lại là cái chậu hải châu này được báo giá tại vườn là 6,2 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp với nhà vườn. Chậu này nó cũng có mấy cái đầu bông, cũng ra bông ra trái quý vị, nhưng mà cái chậu này ra hơi muộn tí xíu. Cái bông này cũng khá đẹp quý vị. Rồi, tiếp theo là cây số 7. Đây là cây tùng nuôi từ con đi lên quý vị. Dưới dạng chân bệ của nó mình mới tạo được cái độ quái của chân. Và những cái đường lắc của thân từ cây con đi lên. Cái này nuôi cũng khá lâu. Vừa rồi cũng làm lại bộ chi tàn. Đây cũng tầm mini nhỏ gọn. Cái cành rơi này cũng khéo quý vị. Và báo cáo kích thước của cái chậu tùng, chiều cao là 25, tức là đo từ cái mặt chậu lên trên ngọn, bộ tàn là 40, đo phủ bộ tàn dài. Chậu tùng này được báo giá tại vườn là 2,5 triệu. Quý vị hãy yêu mến thì thông qua số điện thoại trên màn hình. Cái chậu lục giác, chậu này có nhiều hoa văn đẹp, chậu này chắc chậu hay trên 20.
rất nhỏ gọn và đẹp. Thì trang trí những cái không gian nhỏ hẹp. Rồi, tiếp theo là chậu số 8, chậu sam trái. Là cây sam trái quý vị. Tuy là nhỏ nhưng mà bộ chi tàn nó cũng trang trí nó theo đường thân. Cốt trực trên có một cây chi rơi, nhìn cũng bắt mắt cho một cái bóng của cây. Chiều cao là 58 phân. Chậu là 24, chậu lục giác. Chậu sam trái này được báo giá tại vườn là 1,5 triệu, là 1,5 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình để gọi điện sở hữu cái chậu sam trái. Bắt đầu cho trái non nè quý vị. Cái thân cốt của nó mà dưới sát chân bệ đó quý vị, nó cũng to hơn ngón chân cái. Rồi, tiếp theo là chậu số 9, chậu kim quýt. Chậu kim quýt này cũng mini, nhưng mà cây này nuôi lâu thì cái bộ chi tàn ở bên trên đó quý vị, nó cũng khá dày. Có chiều cao là 40, tàn của nó là 50, đo hoành eo là 20. Chậu là 33, chậu tròn. Và được báo giá tại vườn là 3,2 triệu. Quý vị nên gọi điện số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp giao lưu với nhà vườn. Và báo cáo cùng quý vị là cái chậu này nó có một cái đường răng nứt, nhưng mà không vấn đề gì quý vị. Chậu kim quýt này cũng đang cho trái. Nếu quý vị yêu mến dòng kim quýt mini nhỏ nhỏ, hãy sở hữu về vừa chăm vừa chơi, cũng hãy chiêm ngưỡng. Đường thân này đi cũng đẹp. Đây, dưới dàn chân bệ nè quý vị. Và cũng xin nhắc lại cùng quý vị là chậu kim quýt này giá tại vườn là 3,2 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp giao lưu với nhà vườn. Rồi, trước khi kết thúc cuốn video, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất. Trân trọng kính chào quý vị.